gửi lời chào và cảm ơn tất cả các con đã dành thời gian đến với khóa học Tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn. Cô trò chúng mình đang cùng nhau tìm hiểu bài học về âm Y, chữ Y, ở đây là chữ Y dài. Các con đã cùng nhận biết, đọc chữ cái và đọc các tiếng chứa âm này. Bây giờ, tiếp tục phần đọc, cô trò chúng mình sẽ đọc từ ngữ, đọc câu văn, đoạn văn. Cô có các từ như ở trên màn hình. Các con giúp cô chọn cách đọc của từ đầu tiên. Các con khởi động bằng một câu hỏi rất tốt. Chúng mình không hề thấy khó khăn khi chọn đọc từ này. Con đánh vần và đọc trơn được. Y, tờ, a, ta, sắc, tá. Y, tá. Hai từ còn lại được đọc đánh vần và đọc trơn như sau. Giờ, a, ra, ngã, dã. Quờ, y, quy, huyền, quỳ. Dã, quỳ. Đờ, a, đa, sắc, đá. Quờ, y, quy, sắc, quý. Đá, quý. Chúng mình có ba từ đọc trơn là y, tá, dã, quỳ, đá, quý. Tương ứng với ba từ này, cô có ba hình ảnh như ở trên màn hình. Con hãy nối từ với hình ảnh thích hợp. Các con thực hiện nối rất chính xác. Chúng mình có hình ảnh minh họa cho từ y tá, hoa dã quỳ và cuối cùng là những viên đá quý. Sau khi đọc từ, các con sẽ cùng thực hành đọc đoạn văn với cô. Trên màn hình là hình ảnh minh họa cho đoạn văn gồm có 3 câu. Các con cùng đọc đánh vần và đọc trơn đoạn văn này với cô nhé. Câu văn thứ nhất được đọc đánh vần. M, e, me, nặng, mẹ. V, a, va, huyền, và. H, a, ha, huyền, hà. G, e, ghe, sắc, ghé. Nh, a, nha, huyền, nhà. D, y, di, huyền, gì. Kh, a, kha. Chúng ta đọc trơn câu văn thứ nhất này. Mẹ, và, hà. Ghé, nhà, gì, kha. Đọc đánh vần và đọc trơn cùng cô câu văn thứ hai các con nhé. Giờ, y, di, huyền, gì. Ca, ê, kê, hỏi, kể. Chờ, o, cho. Hờ, a, ha, huyền, hà. Ngờ, e, nghe. Vờ, ê, vê, huyền, về. Bờ, a, ba, huyền, bà. Câu văn thứ hai này được đọc trơn là gì, kể, cho, hà, nghe, về, bà. Cuối cùng, cô trò chúng ta sẽ đọc đánh vần và đọc trơn câu văn thứ ba. Hờ, a, ha, huyền, hà. Chờ, u, chu, sắc, chú. Y, sắc, ý. Ngờ, e, nghe. Giờ, y, di, huyền, gì. Ca, ê, kê, hỏi, kể. Câu văn thứ ba được đọc trơn. Hà, chú, ý. Nghe, gì, kể. Một lần nữa, các con sẽ cùng với cô đọc trơn cả đoạn văn này. Mẹ, và, hà. Ghế, nhà, gì, kha. Dì, kể, cho, hà, nghe, về, bà. Hà, chú, ý, nghe, dì, kể. Các con thân mến, các con có thể nhìn vào hình ảnh minh họa ở phía bên trên. Bạn Hà rất chú ý nghe dì kể về bà. Nhìn lại đoạn văn,
Trong đoạn văn này còn thấy được tiếng Ý có chứa âm Y ghi chữ Y dài. Âm Y đã được tô màu đỏ ở trên màn hình, còn nhận biết lại một lần nữa. Cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về nội dung của đoạn văn ngắn này. Dì của Hà tên là gì? Câu văn đầu tiên cho các con thấy mẹ và Hà ghé nhà dì Kha. Như vậy, dì của Hà tên là Kha. Đến nhà dì, Hà được nghe dì kể về bà. Khi dì kể về bà, Hà rất chú ý. Theo con, vì sao Hà chú ý nghe dì kể? Chính xác! Hà chú ý nghe dì kể bởi vì dì kể về bà rất thú vị. Còn các con có thích nghe một người khác kể chuyện không? Nếu ai đó kể chuyện cho con nghe, con hãy chú ý, chăm chú nhé! Việc chú ý lắng nghe người khác kể chuyện không chỉ giúp con hiểu nội dung của câu chuyện, mà cũng là cách để thể hiện sự tôn trọng với người đối diện đấy. Nội dung của đoạn văn ngắn đã kết thúc phần đọc. Kế tiếp, cô trò chúng mình sẽ chuyển sang kỹ năng viết. Các con chú ý theo dõi cách viết chữ Y, âm Y ghi chữ Y dài. Một mình chữ Y có thể đứng để tạo thành một tiếng có nghĩa. Trong từ y tá, tiếng Y có chứa âm Y. Các con cùng theo dõi cách viết. Trong từ đá quý cũng có chứa âm Y ghi chữ Y dài ở tiếng quý. Chúng mình cùng theo dõi. Các bạn nhỏ của cô yêu mến, chữ Y, từ y tá và từ đá quý, các con sẽ thực hành để viết vào vở tập viết thật đẹp, thật đúng và chính xác các con nhé. Còn trên bàn phím máy tính, các con có thể nhìn thấy cô khoanh tròn vào âm Y, chữ Y dài. Nếu như cô muốn gõ tiếng Ý, con thấy cô gõ vào phím chữ Y và đặt trên đầu âm Y dấu sắc bằng cách nhấn vào phím chữ S. Chúng mình sẽ được tiếng Ý. Các con có thể thực hành thêm với máy tính để cho thật thành thục. Phần cuối cùng trong bài học của chúng ta, cô trò chúng mình sẽ thực hành kỹ năng nói. Cụ thể, các con tiếp tục nói lời cảm ơn. Ở hai bức tranh sau là những tình huống con sẽ thực hành nói lời cảm ơn. Cô trò chúng ta sẽ đến với từng tình huống trong mỗi bức tranh, các con nhé. Tình huống thứ nhất, con thấy gì trong bức tranh này? Bức tranh vẽ hai bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào cổng trường tiểu học. Và tranh vẽ hai bạn đang cùng nhau đi học,
bạn nam che ô cho bạn nữ. Ở tình huống này, bạn nam có thể nói: chúng mình đi chung ô cho khỏi nắng nhé. Và được bạn nam đề nghị như vậy, bạn nữ sẽ nói lời cảm ơn: cảm ơn cậu. Hoặc nếu như bạn nam nói: trời nắng quá, cậu đi chung ô với tớ nhé, bạn nữ cũng sẽ nói lời cảm ơn: cảm ơn cậu rất nhiều, cậu tốt bụng quá. Đến với bức tranh thứ hai, bạn nam được ông bà cho lì xì, cho mừng tuổi. Và khi nhận được lì xì của ông bà, bạn ấy sẽ nói lời cảm ơn với ông bà. Các con có thể theo dõi cuộc nói chuyện giữa ông bà và bạn nhỏ. Ông bà nói: ông bà mừng tuổi cho cháu, ông bà mong cháu học giỏi, ngoan ngoãn nhé. Bạn đáp lại: cháu cảm ơn ông bà ạ, cháu chúc ông bà thật nhiều sức khỏe ạ. Hoặc bà sẽ nói: ông bà mừng tuổi cho cháu, năm mới ông bà mong cháu thật mạnh khỏe và học tập tốt. Bạn nhỏ đáp lời: cháu chúc ông bà thật nhiều sức khỏe để sống lâu trăm tuổi ạ. Cháu cảm ơn ông bà ạ. Như vậy, khi được nhận lì xì, bạn nhỏ trong tình huống của chúng ta cũng sẽ phải nói lời cảm ơn. Dựa vào hai tình huống, các con sẽ đóng vai làm các nhân vật để thực hành nói lời cảm ơn. Đối với tình huống bạn nhỏ được nhận lì xì, con thấy khi nhận lì xì và nói lời cảm ơn tới ông bà, ánh mắt của bạn thế nào? Chính xác, ánh mắt của bạn ấy nhìn vào ông bà. Như vậy, con nhớ nhé, khi nói lời cảm ơn, cần nhìn vào người mà con muốn cảm ơn với ánh mắt chân thành, tình cảm. Vậy là qua hai tình huống cụ thể, các con đã thực hành nói lời cảm ơn khi được người khác giúp đỡ hoặc được nhận thứ gì đó từ người khác. Cô hy vọng rằng chúng mình sẽ thực hành thật tốt và với những tình huống thực tế trong cuộc sống, các con cũng sẽ biết nói lời cảm ơn chân tình các con nhé. Nội dung của video bài giảng đến đây là kết thúc. Cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả các con trong những bài giảng tiếp theo trên trang web olm.vn nhé.